Đầu tiên muốn có nhiều tiền ấy, nhiều tiền hơn mình ấy, tôi đừng có so với người khác. Dạy nhất trên cuộc đời này là lấy mình mà đi so với thằng khác. Tại hai đứa nó khác nhau sao so. Giờ mà mình hỏi con chó với con mèo con nào đẹp hơn thì cô trả lời là gì? Hai con đó làm gì so sánh được cha. Cái thằng mà nó thích con chó thì nó nói chó đẹp, thằng thích con mèo nó nói mèo đẹp, chứ hai con cơ bản là hai con đó thôi. À, chúng ta chỉ có thể so những so cái gì đó mà so với chính chúng ta thôi. Ví dụ như chai nước này nó đang đầy, đúng không? Đó, nó đang đầy. Và việc của chúng ta mở nắp nó ra và chúng ta uống một ngụm. Bây giờ hỏi lượng nước bây giờ so với trước nhiều hơn hay ít hơn? Thì ít hơn, uống ngụm nước. Nhiều hơn hay ít hơn? Đó, vậy thôi. Thì nếu mà mình so cái gì mà với chính mình so với trước đây, nếu bây giờ mà lấy một chai khác đổ vào thì nhiều hơn hay ít hơn? À, ít hơn hay nhiều hơn, giàu hơn hay nghèo hơn là so với ai? So với chính mình. Không có gì dạy dột bằng mình mà đi so với một đứa khác là mình khổ cả đời. Tại vì nó có xuất phát điểm khác mình, nó có cái người vợ khác mình, nó có người chồng khác mình, nó có cha mẹ khác mình, nó có bạn bè khác mình, nó có sinh ra khác mình, nó có tiềm năng khác mình. Mình so với nó làm cái gì? Nên cả đời này không cần phải so với ai, so với đúng một người thôi. Ê, mình chỉ cần là phiên bản tốt hơn của chính mình, chứ không phải là so với cái thằng bên cạnh. Còn người ta giỏi, người ta giàu, người ta đẹp trai, đẹp gái, kệ người ta. Vì cái đó chỉ là kết quả thôi. Mình phải xét rất là nhiều nguyên nhân xung quanh của người ta nữa. Đừng có đem mình mà đua với người ta làm gì. Chỉ cần mình làm sao mình so với chính mình, mình làm cho mình tốt lên mỗi ngày đã là quá tốt, mà cũng hết hơi rồi. Chứ đừng có nói mà đi so với ai nữa, hình như không? Đấy, việc số 1 mà muốn có tiền ấy. 1, thích tiền. Ghi vậy cho nó ngắn gọn. Thích tiền. Rồi vẽ cái mặt kế bên. Hai con mắt long lanh tiền. Đó. Ôi trời ơi, cha mẹ quý thần ơi, 5 năm trước mà nói với tôi điều này tôi không có chịu được đâu. Vì tôi là thầy giáo mà mắt tôi nói tới tiền khó lắm. Tôi đi dạy bao nhiêu năm mà cứ tới giờ thu tiền toàn kêu vợ đi thu không á. Cho nên thầy giáo mà mở miệng ra nói về tiền một cái là nó kỳ lắm. Thầy giáo gì mà suốt ngày cái miệng cứ bay bãi tiền. Nên mấy cái thầy giáo mà không nói tiền thì đâu có dạy được, kiếm được con người ta kiếm tiền đâu. Nên tới một ngày đi học hết mấy trăm triệu á, anh thầy ông hỏi có thích tiền không? Cái im lặng. Cái nói thích tiền không? Thì ai cũng cần tiền. Tao hỏi mày có thích tiền không? Thì nói thì tiền ai mà chẳng thích thảy. Tao mày có thích đâu, có thèm tiền đâu. Nghe thèm cái tự nhiên quê à. Thấy tao có xài thôi chứ thèm gì. Mày có tiền đâu. Khó chịu. Thầy giáo người ta hỏi mình có thèm tiền không, khó trả lời quá. Nói thì ông nói mày biết tại sao không? Tại sao mà mày không có tiền đúng không? Tại vì mày đâu có thích nó đâu, mày đâu có thèm nó đâu. Ai thấy rằng khi mà mình thèm bún bò, mình mới tấp vô trong quán bún bò để ăn. Đây. Nhưng mà câu hỏi thứ hai mới quan trọng nè. Tiền tốt hay xấu? Tiền không tốt hay xấu, mà nó chỉ là cái công cụ để bộc lộ cái bản chất của mày thôi. Ghi xuống đi. Tiền không tốt hay xấu, nó chỉ là công cụ để bộc lộ cái bản chất của mày thôi. Ghi chữ mày vô luôn đi. Nếu mà mình hiểu sai về đồng tiền đố mà nó đến với mình đó, tiền là không có tốt hay xấu, nó chỉ bộc lộ cái bản chất của mày thôi. Nếu mà mày bản chất là tốt ha, thì nhiều tiền mày sẽ thành một người cực tốt. Còn người ta nhìn mày hiền, người ta tưởng mày ngoan đạo lắm. Nhưng mà tiền vô tay mày mà mày là một thằng xấu á, mày sẽ ăn chơi đàn đính gái gú xì ke ma tí, đủ trò đủ kiểu hết á. Mày hiểu không? Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.